Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin sáng của Góc Arsenal. Một ngày mới đã đến và hãy cùng chúng mình tới với những tin tức mới nhất về câu lạc bộ thân yêu trong 24 giờ đã qua. Trước khi vào bản tin chi tiết, anh em đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Darren Bent chê bai Kai Havertz. Chia sẻ với Sky Sports, Darren Bent đặt dấu hỏi về màn trình diễn của cầu thủ người Đức ở trận đấu với Fulham. Tân binh Kai Havertz đem đến màn trình diễn thất vọng. Ngôi sao người Đức đá chính từ đầu, kết hợp cùng Declan Rice và Martin Odegaard tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm. Thực tế Kai Havertz có màn thể hiện nhạt nhòa. Bước sang hiệp 2, Havertz ra nghỉ và được thay thế bởi Fabio Vieira. Chia sẻ với Sky Sports, cựu cầu thủ Darren Bent đánh giá về Havertz như sau. Havertz khiến nhiều người ngạc nhiên khi Arsenal bỏ ra 65 triệu bảng để chiêu mộ cậu ấy. Tôi nghĩ Arteta đang gặp vấn đề tương tự như Chelsea. Câu hỏi được đặt ra, bạn sẽ bố trí Havertz chơi ở vị trí nào? Havertz không phải là số 9 bẩm sinh, cậu ấy có lối chơi giống một số 10. Thế nhưng Odegaard đang chiếm giữ vai trò đó. Tôi nghĩ cần bố trí Odegaard, Rice và Partey chơi cạnh nhau. Thời điểm hiện tại, Havertz giống như một hành khách thiếu sự tự tin. Các đồng đội truyền bóng cho cậu ấy, nhưng Havertz không tìm thấy phương án xử lý phù hợp. Trận đấu khó khăn với Havertz, Arsenal cần thực hiện một số thay đổi khi chạm trán Man United. Sao Arsenal thất vọng ra mặt với Arteta? Sau khi mang về quả phạt đền cho Arsenal ở cuộc chạm trán Crystal Palace, tiền đạo Edin Ketia tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng giúp pháo thủ vươn lên dẫn trước 2-1 trong màn đụng độ Fulham. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Ketia là một trong những cầu thủ sở hữu phong độ cao nhất câu lạc bộ. Tuy nhiên, việc chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị khiến cầu thủ người Anh không hài lòng. Phát biểu trên trang web chính thức của câu lạc bộ, Ketia nói: "Mọi cầu thủ đều thất vọng khi không được thi đấu và tôi nghĩ mình đang có phong độ tốt, giúp ích cho đội. Những điều này xảy ra nhưng bạn phải tôn trọng quyết định của huấn luyện viên và sẵn sàng trong trường hợp đội cần bạn." Số 14 vào sân ở cuối hiệp 1 thay thế cho Leandro Chosa. Trong bối cảnh Gabriel Jesus dính chấn thương, cầu thủ người Anh được ra sân đều đặn hơn. Tuy nhiên, Ketia cho rằng anh xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn sau những màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa. Cổ động viên Arsenal lo ngại về một Aubameyang mới. Trên trang cá nhân, Piers Morgan đang tự hỏi liệu việc Gabriel Magalhaes liên tục bị loại khỏi đội hình xuất phát có gợi lại một câu chuyện cũ hay không. Trung vệ người Brazil vẫn chưa đá chính trận nào ở Premier League cho pháo thủ mùa này. Ben White và William Saliba là bộ đôi được lựa chọn, trong bối cảnh có sự quan tâm đến Gabriel từ Ả Rập Xê Út và Real Madrid. Ở cuộc đụng độ của Arsenal với Fulham tối qua, Mikel Arteta tiếp tục điền tên cầu thủ 25 tuổi vào băng ghế dự bị. Nhưng pháo thủ đã khởi đầu một cách tệ nhất có thể khi bị dẫn trước sau bàn thắng sớm của Andreas Pereira. Đây không phải là lần đầu tiên Arteta liên tục loại bỏ một cầu thủ chủ chốt. Vào năm 2021, ông đã quyết định loại Pierre-Emerick Aubameyang khỏi đội của mình. Aubameyang sau đó rời câu lạc bộ theo sự đồng ý của hai bên vào năm 2022. Người hâm mộ Arsenal và người dẫn chương trình Talk TV Piers Morgan nói: "Chuyện gì đang xảy ra giữa Arteta và Gabriel vậy? Có cảm giác như vụ Aubameyang không?" Một người khác đồng ý với Morgan: "Gabriel đang nhận được sự đối xử giống như Aubameyang." Trước đó, đích thân Arteta khẳng định việc lựa chọn này không có ý nghĩa tiêu cực mà là để tạo nên sự cạnh tranh. Arteta: "Arsenal chơi tốt gấp 10 lần so với mùa trước." Tờ Times Series trích dẫn phát biểu của Mikel Arteta, trong đó vị huấn luyện viên Arsenal tỏ rõ sự tiếc nuối sau trận hòa 2 đều với Fulham. Arteta nói: "Khi bạn mắc sai lầm ở phút đầu tiên và để đối thủ ghi bàn, trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi kiểm soát trận đấu trong suốt thời gian nhưng không ghi được bàn thắng. Trong hiệp 2, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi. Tôi nghĩ các cầu thủ dự bị đã tạo ra sự khác biệt và tác động rất lớn. Tôi thích sự quyết tâm và tự tin mà họ mang lại cho đội bóng. Khi dẫn trước 2-1, bạn phải bảo vệ vòng cấm bằng mạng sống của mình. Bạn không thể để thủng lưới một bàn sau tất cả những gì đã làm, bởi vì lẽ ra chúng tôi phải ghi 5, 6, 7 bàn. Năm ngoái, chúng tôi đã mắc một sai lầm lớn trước Fulham và để Aleksandar Mitrovic ghi bàn. Đó là một phần của bóng đá. Giờ đây, chúng tôi đã hòa để thủng lưới 2 bàn theo cách tồi tệ. Ở Premier League, khi bạn mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt." Nếu tôi so sánh trận đấu với Fulham mùa này với mùa trước, hôm nay Arsenal đã tốt hơn 10 lần so với mùa trước.
Mùa trước chúng tôi đã thắng 2-1 ở phút cuối, còn hôm nay chúng tôi đã hòa 2-2. Ba cầu thủ hay nhất của Arsenal sau trận hòa thất vọng. Fabio Vieira. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là màn trình diễn tốt nhất của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong màu áo Arsenal. Anh vào sân ở phút 59 và Arsenal ngay lập tức trông giống như một đội bóng khác, với sự thiếu quyết đoán của Kai Havertz được thay thế bằng những pha xử lý chính xác và sắc bén đến từ Vieira. Cựu sao Porto đưa bóng vượt qua hậu vệ cánh Kenny Tete, khiến cầu thủ Fulham phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt đền quý giá. Chỉ vài phút sau, anh tung ra một đường bóng đáng kinh ngạc cho Eddie Nketiah, giúp chân sút người Anh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Mỗi khi Vieira có bóng, anh đều tỏ ra rất nguy hiểm. Với màn trình diễn ấn tượng như vậy, ngôi sao người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ ghi điểm cho Mat Miguel Arteta. Giờ đây Vieira có thể hy vọng về việc sẽ thay thế vị trí mà Havertz đang án ngữ, đặc biệt khi Arsenal đang chuẩn bị bước vào cuộc đại chiến đầu tiên ở mùa giải mới khi đối đầu với Man United. Eddie Nketiah, số 14 pháo thủ đã khiến cho cầu trường Emirates bùng nổ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Một pha dứt điểm thuận chân đẹp mắt đã không cho Beleno bất kỳ cơ hội nào. Đối với một cầu thủ không có nhiều thời gian ra sân như Nketiah, rõ ràng việc anh tạo ra tác động lớn lên lối chơi của pháo thủ là một sự tiến bộ đáng ghi nhận. Nketiah luôn mang đến nguồn năng lượng dồi dào, sẵn sàng pressing tuyến sau của đối thủ. Tiền đạo 24 tuổi luôn có những pha di chuyển thông minh, trong khi các tình huống dây dắt cũng cho thấy sự tinh tế. Nếu không có pha truy cản trái phép của Kanvi Baxey ở cuối hiệp 2, có lẽ Nketiah đã có một pha solo ghi bàn để đời với tình huống thoát xuống chống trải. Ở trận đấu vừa qua, Nketiah đã lu mờ hoàn toàn người phải rời sân nhường chỗ cho anh, đó là Leandro Trossa. Đây cũng là lý do khiến tiền đạo người Anh bày tỏ sự thất vọng khi không được trao cơ hội đá chính. Oleksandr Zinchenko. Quyết định đưa Zinchenko và Vieira vào sân đã giúp cho Arsenal cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng. Cầu thủ người Ukraine chơi rất tự tin, thực hiện những đường chuyền khó nhưng đảm bảo về độ chính xác và tiếp thêm năng lượng cho toàn đội. Cựu sao Man City phối hợp tốt với Martinelli và thực hiện một số đường tạt bóng nguy hiểm, nhưng tầm ảnh hưởng của anh ở khu vực giữa sân là ấn tượng nhất. Sự hiện diện của Zinchenko mang đến sự mạch lạc và chủ động hơn cho lối chơi của Arsenal, điều mà họ tìm kiếm trong phần lớn thời gian hiệp 1. Đúng là Zinchenko đã khiến cho Arsenal chịu quả phạt góc dẫn đến bàn gỡ hòa, nhưng đó là khuyết điểm duy nhất trong một màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao người Ukraine.